Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, không biết anh em có để ý hay không, nhưng vừa rồi, hồi cuối tháng 4, một tin tức có thể xếp vào hàng chấn động đối với nền quân sự Việt Nam khi Bộ Quốc phòng đã ra quyết định sẽ tiến hành cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2025. Tin tức này không chỉ được đưa ra một lần mà được nhắc lại hai lần trong vòng 2 ngày liên tiếp trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và được các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí đưa tin rộng rãi. Cụ thể, chiều ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 4 năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục hoàn chỉnh đề án duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp đó, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 4 năm 2024, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Tổng tham mưu tiếp tục hoàn chỉnh đề án duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, với việc thông tin này đã được xác nhận hai lần bởi Bộ Quốc phòng đã thừa cơ sở để chúng ta mong chờ một lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2025. Nghĩa là chỉ hơn một năm nữa thôi. Nói đến đây, chắc chắn nhiều khán thính giả của Vietnam Defend sẽ liên tưởng đến những cuộc duyệt binh hùng tráng của Nga trên quảng trường đỏ hay các cuộc duyệt binh nổi tiếng của Triều Tiên. Gần gũi hơn thì đó là cuộc duyệt binh A-85 ở Việt Nam với sự tham gia của hàng trăm binh khí kỹ thuật hạng nặng như máy bay tiêm kích bom, xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành, pháo xe kéo, tên lửa phòng không. Dẫu vậy, liệu có phải cứ gọi là duyệt binh thì nhất định sẽ có vũ khí khí tài? Chúng tôi tin rằng rất nhiều khán thính giả hiện nay vẫn còn đang lầm lẫn giữa khái niệm diễu binh và duyệt binh. Mọi người thường hay phân biệt rằng diễu binh là chỉ có các khối bộ binh đi đều, còn duyệt binh thì sẽ bao gồm cả binh khí kỹ thuật, diễu quả lễ đài. Thế nhưng đó là một cách hiểu sai lầm anh em ạ. Xét thấy trong những ngày cả nước đang chờ đợi lễ diễu binh B-70 kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chỉ còn chưa đầy một năm nữa cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn một năm nữa cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Đây là dịp không thể phù hợp hơn để Vietnam Defend chia sẻ với các khán thính giả một số vấn đề cơ bản về duyệt binh và diễu binh ở Việt Nam. Trước hết, hãy bắt đầu với các khái niệm. Theo từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, duyệt binh là nghi lễ quân đội được tiến hành trọng thể trong các buổi lễ nhân ngày kỷ niệm của quốc gia, quân đội và địa phương hoặc sự kiện có ý nghĩa quốc gia như ngày chiến thắng, ngày giải phóng nhằm biểu dương lực lượng quân sự và khả năng quốc phòng, thể hiện sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và truyền thống của quân đội. Duyệt binh bao gồm duyệt tại chỗ và duyệt trong diễu hành hoặc chỉ duyệt trong diễu hành. Nghi lễ duyệt binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam được quy định lần đầu trong sắc lệnh 71SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và điều lệnh đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hai cấp bộ quốc phòng bao gồm lễ của quốc gia và quân đội và quân khu, gồm lễ của quân khu và tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và thường kết thúc bằng diễu binh. Còn diễu binh là nghi lễ quân đội do các đơn vị đại diện lực lượng vũ trang xếp thành các khối đội ngũ chỉnh tề đi một cách trang nghiêm qua trước lễ đài và trên đường phố để biểu dương sức mạnh quân sự. Diễu binh thường được tiến hành cuối lễ duyệt binh. Một khái niệm có liên quan đến diễu binh và duyệt binh đó là diễu hành. Diễu hành tạm hiểu là đoàn người đi thành hàng ngũ diễu qua trước lễ đài hoặc trên đường phố để biểu dương sức mạnh. Điểm khác biệt là diễu hành thường không được thực hiện bởi lực lượng vũ trang như quân đội hay công an mà do các đoàn thể xã hội thực hiện. Trong các sự kiện kỷ niệm lớn của Đảng và Nhà nước sẽ lần lượt có các lễ duyệt binh, diễu binh và sau đó là diễu hành, hoặc phổ biến hơn là chỉ có lễ diễu binh của lực lượng vũ trang và diễu hành của các đoàn thể dân sự. Như vậy, điểm khác biệt giữa duyệt binh với diễu binh, diễu hành chính là yếu tố duyệt. Duyệt binh phải có chỉ huy của lực lượng duyệt binh và nghi thức lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội duyệt lực lượng duyệt binh. Vì vậy, thủ tục thường thấy trong lễ duyệt binh ở cả Việt Nam hay Nga, Trung Quốc đó là trước khi bắt đầu lễ duyệt binh sẽ có thủ tục báo cáo duyệt binh và tiếp nhận duyệt binh. Ví dụ, trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Đức ngày 24 tháng 6 năm 1945 ở Liên Xô, chỉ huy duyệt binh là nguyên soái Konstantin Rokoskovsky, còn chủ trì duyệt binh là nguyên soái Zhukov. Cả hai ông đều là những huyền thoại trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại nên đây là vinh dự dành cho hai vị nguyên soái khi được chủ trì và chỉ huy lễ duyệt binh mừng chiến thắng. Vì cả hai người đều xuất thân từ sĩ quan kỵ binh nên hai ông đã cưỡi hai chiến mã đi từ hai phía quảng trường đỏ lại gặp nhau. Nguyên soái Konstantin Rokoskovsky chào và báo cáo duyệt binh với nguyên soái Zhukov.
Sau đó, hai người cưỡi ngựa đi qua các hàng quân, mở đầu cuộc duyệt binh lớn bậc nhất của Liên Xô với sự tham gia của hơn 4 vạn binh sĩ cùng rất nhiều vũ khí khí tải hạng nặng. Gần đây hơn, các cuộc duyệt binh mừng chiến thắng phát xít trên quảng trường đỏ của Nga cũng có nghi thức tương tự, chỉ khác là không cưỡi chiến mã mà thay bằng xe chỉ huy mũi trần. Chủ trì duyệt binh thường là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, còn chỉ huy duyệt binh thường là Tư lệnh lục quân. Như vậy, sự khác biệt lớn nhất giữa duyệt binh và diễu binh chính là nghi thức báo cáo duyệt binh, tiếp nhận duyệt binh và duyệt đội ngũ lực lượng vũ trang. Hay nói một cách nôm na, duyệt binh thường sẽ có một ông tướng đi trên ô tô mui trần tới từng khối đội hình nói vài câu với binh sĩ, rồi họ đáp lại bằng tiếng ura như ở Nga, đó chính là duyệt binh. Còn các cuộc diễu binh nổi bật là hoạt động ở Điện Biên Phủ hiện nay, xe mui trần VinFast chỉ dẫn đội hình đi qua lễ đài, chứ không tới từng khối chiến sĩ xếp hàng trên quảng trường, nói ABC. Còn việc có hay không, có các khí tải hạng nặng như máy bay, xe tăng, pháo binh thì không bắt buộc. Ngay cả diễu binh cũng có thể có lực lượng cơ giới và khí tải hạng nặng tham gia. Trong lịch sử, diễu binh thường xuyên được tổ chức ở nước ta, có thể kể đến các cuộc diễu binh nổi tiếng như diễu binh A10 chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, diễu binh A70 kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh, hay sắp tới là diễu binh B70 kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các cuộc diễu binh này tuy không có lực lượng cơ giới lục quân nhưng đều có không quân trực thăng tham gia. Trong khi đó, số lần duyệt binh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây và nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Địa điểm duyệt binh thường là quảng trường Ba Đình lịch sử. Có thể kể đến như cuộc duyệt binh vào ngày 1 tháng 1 năm 1955 chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về thủ đô sau 9 năm kháng chiến, lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam. Sau đó là cuộc duyệt binh ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm 1973, rồi cuộc duyệt binh ngày 2 tháng 9 năm 1975 kỷ niệm 30 năm Quốc Khánh chào mừng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cuối cùng và gần đây nhất là cuộc duyệt binh A85 kỷ niệm 40 năm Quốc Khánh. Cả 4 lần duyệt binh đều có sự tham gia của đông đảo bộ đội cùng rất nhiều loại vũ khí, khí tải hiện đại nhất của quân đội. Đặc biệt nhất, quy mô nhất là cuộc duyệt binh năm 1985 huy động rất nhiều loại vũ khí khí tải như xe tăng T-54-55, xe chiến đấu bộ binh BMP, pháo tự hành, pháo xe kéo, tên lửa phòng không. Vào thời điểm thập niên 80, đây là số khí tải hết sức hiện đại trong khu vực, thể hiện sức mạnh đáng gờm của quân đội nhân dân Việt Nam đủ khả năng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chỉ riêng lực lượng không quân tham gia duyệt binh A85 đã là một con số khủng khiếp so với khu vực vào thời bấy giờ. 24 chiếc MiG-21 bis của Trung đoàn Không quân 921 và 927 đại diện cho không quân tiêm kích, 12 chiếc Su-22M-M4 của Trung đoàn Không quân 923 đại diện cho không quân tiêm kích bom, 12 chiếc máy bay vận tải AN-26 của Trung đoàn Không quân 918 đại diện cho lực lượng không quân vận tải, 9 chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 và 3 chiếc Mi-8 của Trung đoàn Không quân 916 đại diện cho lực lượng không quân trực thăng, và cuối cùng là 15 chiếc máy bay huấn luyện L-39C của Trung đoàn Không quân 910 đại diện cho khối nhà trường không quân. Đặc biệt, những chiếc L-39 đã xếp thành hình số 40 trên bầu trời quảng trường Ba Đình. Theo các tài liệu sau này, sáng ngày 2 tháng 9 năm 1985, dù thời tiết xấu, kế hoạch không được thực hiện mỹ mãn, nhưng màn duyệt binh của lực lượng không quân khi đó đã gây được ấn tượng mạnh với toàn thể quân và dân cả nước, cũng như khiến cả khu vực chấn động. Như vậy, mặc dù về mặt định nghĩa và điều lệnh, duyệt binh không nhất thiết phải đi kèm với khí tải hạng nặng, nhưng trên thực tế, ở nước ta, gần như đã duyệt binh trên quảng trường Ba Đình là phải có các phương tiện cơ giới. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, tốn kém hơn nhiều về thời gian, công sức so với diễu binh thông thường. Chỉ riêng việc đưa một số lượng lớn xe cơ giới hạng nặng vào quảng trường Ba Đình đã là một điều kỳ công và khiến đường phố hư hỏng nặng nề. Trong cuộc duyệt binh A85, Bộ Quốc phòng đã phải thành lập cả một bộ tư lệnh duyệt binh trên cơ sở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 để quản lý các lực lượng trong toàn quân được huy động tham gia duyệt binh. Nhiệm vụ duyệt binh căng thẳng, phức tạp và tốn kém không khác gì nhiệm vụ chiến đấu. Đến đây sẽ phát sinh một câu hỏi nữa, vậy thì nước ta duyệt binh để làm gì? Khi nào thì mới duyệt binh? Có phải chỉ vì thiếu tiền hay không đủ điều kiện nên không duyệt binh hay không? Thực ra, để trả lời câu hỏi này phải dựa trên rất nhiều yếu tố. Ở đây, chúng tôi chỉ xin đưa ra một vài phân tích và phỏng đoán như sau. Trước hết, với các cường quốc như Nga hay Trung Quốc có điều kiện kinh tế hùng mạnh, có nhiều loại vũ khí khí tải hiện đại, có trình độ tổ chức chỉ huy cao nên có thể tiến hành việc duyệt binh thường xuyên, việc duyệt binh cũng tương xứng với vị thế của các quốc gia này. Trong khi đó, hoàn cảnh của Việt Nam còn nhiều khó khăn về kinh tế, vũ khí khí tải hiện đại chưa nhiều. Mặt khác, về mặt chính trị, lễ duyệt binh thường để khoe cơ bắp, ra mắt các loại vũ khí, khí tải hiện đại mới nhập khẩu hay tự sản xuất nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự của quốc gia. Trong khi đó, diễu binh chỉ biểu dương sức mạnh về lực lượng vũ trang chứ không thiên hướng về vũ khí như duyệt binh. Tùy từng hoàn cảnh lịch sử và điều kiện quốc gia, Việt Nam sẽ tổ chức diễu binh hay duyệt binh cho phù hợp. Việc tổ chức diễu binh, diễu hành với khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc
và nhấn mạnh thông điệp hợp tác, hữu nghị vì hòa bình ổn định để phát triển. Còn duyệt binh thường diễn ra vào các thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước như kỷ niệm chiến thắng trước chế độ thực dân Pháp vào năm 1955, chào mừng Hiệp định Paris và chiến thắng Đế quốc Mỹ vào năm 1973, chào mừng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Còn vào năm 1985, việc duyệt binh có ý nghĩa răn đe các thế lực nước ngoài mưu toan xâm lược, o ép nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau cuộc duyệt binh A85, đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới, dần dần hội nhập với quốc tế. Cũng từ năm 1985, xu hướng giảm quân số, đặc biệt là lục quân, đã bắt đầu kéo dài cho đến tận ngày nay. Kết quả là lực lượng quân sự thường trực từ chỗ hơn 1 triệu người đã giảm xuống còn hơn 40 vạn quân. Như vậy, duyệt binh chính là để thể hiện sức mạnh quân sự, là thông điệp với thế giới của Việt Nam về quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Đặt trong hoàn cảnh hiện nay, liệu Việt Nam có cần duyệt binh vào năm 2025 hay không? Trước hết, hiện nay Việt Nam không đứng trước nguy cơ bị bao vây, cấm vận hay bị xâm lược như vào năm 1985, nên việc duyệt binh sẽ không nhằm ý nghĩa răn đe mà sẽ mang một ý nghĩa khác. Theo quan điểm cá nhân của Việt Nam Defend, có lẽ ý nghĩa của duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh chính là đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời cũng để thể hiện một bộ mặt mới của quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xu thế của thời đại, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 xác định. Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025, cơ bản xây dựng một quân đội, công an, tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Như vậy, vào năm 2025, quân đội ta về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu tinh, gọn, mạnh, đã bước đầu tạo nên một bộ mặt mới với các trang bị mới, từ các loại vũ khí cá nhân của người lính cho đến các loại phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng T-90, tên lửa phòng không S-300, Spider, máy bay chiến đấu Su-30 MK2, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Bên cạnh đó, còn phải kể đến các loại vũ khí khí tài do ngành công nghiệp quốc phòng nội địa sản xuất, cải tiến như tên lửa phòng không S-125VT, tên lửa hành trình VCM, xe tăng T-54 hiện đại hóa, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân XTC-02. Kết hợp với các loại vũ khí khí tài truyền thống cũng là đủ cho một lễ duyệt binh hoành tráng của các lực lượng quân sự trên quảng trường Ba Đình, có sự khác biệt đáng kể so với cuộc duyệt binh 40 năm về trước. Cuộc duyệt binh vào năm 2025 nếu được tiến hành chính là màn ra mắt của quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh với đồng bào, nhân dân cả nước, cũng như là minh chứng cho sức mạnh quân sự Việt Nam tự lực tự cường với quốc tế. Cuộc duyệt binh ấy cũng còn một ý nghĩa khác, chính là sự minh bạch hóa các loại vũ khí khí tài có trong biên chế của quân đội nhân dân Việt Nam với thế giới. Theo quan điểm đối ngoại quốc phòng hiện đại, Việt Nam không che giấu thế giới về kiểu dáng, chủng loại vũ khí, khí tài mà chỉ giữ bí mật về cách sử dụng, cách bố trí, cách đánh mà thôi. Việt Nam không răn đe hay đe dọa các nước láng giềng, mà ngược lại, việc minh bạch hóa các loại vũ khí khí tài có trong biên chế quân đội cũng là cơ sở để xây dựng sự tin cậy, hiểu biết giữa các quốc gia trong khu vực, tránh lôi cuốn các nước này vào chạy đua vũ trang, làm mất ổn định khu vực. Đây cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu các loại vũ khí khí tài do ngành công nghiệp quốc phòng nội địa sản xuất, cải tiến, mở ra khả năng xuất khẩu vũ khí khí tài. Bấy nhiêu thôi đã là đủ để chúng ta mong chờ vào một lễ duyệt binh hùng tráng vào ngày 2 tháng 9 năm 2025.